sự hình thành do hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân nội sinh là do sự vận động của các mạng kiến tạo trên mọi trái đất dẫn đến hoạt động nghệ nhất hay phun trào núi lửa ở các điểm phút chìm. Nguyên nhân ngoại sinh là do thiên thạch va chạm vào trái đất ở các vùng đất khác có khối lượng lớn do sự sụp đổ của các hang động hầm dưới mặt đất và động đất do các vụ trượt lở đất đá tự nhiên có lượng lớn. Các cường độ rung chuyển và được tính trên đơn vị đo là Richter, và từ 1 đến 2 Richter, trên 2 Richter thì không nhận biết được, từ 2 đến 4 thì có thể nhận biết nhưng không gây thiệt hại, và từ 4 đến 5 là mặt đất có sự rung chuyển nổi nhẹ và thiệt hại không đáng kể. Từ 5 đến 6 trên Richter thì tương ứng với nước vỡ nhẹ nhàng nhưng không ảnh hưởng mạnh đến bề mặt trái đất, và từ 6 đến 7 trên Richter thì có thể là làm núi lửa phun trào kích hoạt sạt lở. Từ 7 đến 8 trên Richter thì mạnh phá hủy hầu hết các công trình xây dựng, nước lửa lớn và hiện tượng sụt lở trên bề mặt trái đất. Từ 8 đến 9 trên Richter thì rất mạnh phá hủy hết tất cả các thành phố và đô thị, và lớn hơn 9 thì hai độ Richter này có thể ít khi có thể xảy ra và rất hiếm, và lớn hơn 10 thì hai Richter này cực hiếm không thể nào xảy ra và chưa có hiện tượng xảy ra trên 10. Lớn nhất là 97-95. Tình trạng hiện nay là ở Việt Nam động đất thứ nhất là không ở phía cao bắc tỉnh Hà Nội, dọc theo sông Hồng, sông Chảy, sông Đà, sông Mã, ven biển miền Nam Trung Bộ. Năm 2004, viên vật lý địa cầu để cập nhật bản đồ và hướng đi động đất ở Việt Nam có thể tập trung ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hay các vùng lân cận, tỷ lệ có lẽ đến cấp 7 hay cấp 8. Các cuộc thảm họa lớn trên thế giới: động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 10 triệu người mất nhà cửa. Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Chile là 4 triệu động đất mạnh 9.5 độ Richter, đã là cơn động đất gần như là mạnh nhất. Trận động đất mạnh nhất cũng 9.2 độ Richter tại Mỹ. Ý nghĩa động đất kinh hoàng ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người, kinh tế, xã hội, các công trình bị phá hủy mạnh mẽ mang ý nghĩa xấu đến trái đất. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất, sau đây là một số biện pháp ứng phó đối với động đất. Chủ động trú tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa những người bị thương, bố trí nơi ở tạm hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu cầu yếu phẩm cho người bị ảnh hưởng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. Nếu động đất xảy ra, lúc tiêm nhà, tầng chui xuống một cầm đàn lớn hoặc giường. Nếu không có cầm giường và cầm nước ở một mép kèm cửa. Câu hỏi giao lưu cùng với lớp hôm nay là: em có hai câu hỏi đặt ra cho lớp. Nguyên nhân hình thành nên động đất là gì? Là do các mạng kiến tạo có thể so và nghiêm tắt tay. Nó có hai yếu tố. Đó là một phần về yếu tố nội lực. Tiếp theo là cường độ rung chuyển mạnh nhất. Chín phẩy mấy? Nhông là 9.5 Richter. Hôm nay là bài thuyết trình của em đã hết. Cảm ơn thầy, các bạn đã lắng nghe được.